chơi thôi. Ui, vãi thật gì đấy. Chào mọi người, hôm nay anh mình sẽ chơi nhá. Thử xem anh, cấp độ của anh mình chơi như nào. Anh của tôi chơi hơi dở. Chơi dở, phải nói là rất dở. Đây. Mình đi khó lắm ấy. Wow, wow. Thế hết chữ yogurt. Vì ngon, thật sự thiên nhiên. Vì ngon, thật sự thiên nhiên. Còn yêu đã gì đó. Chưa từng xuất hiện tại châu Á Thái Bình Dương, nơi di sản nghìn năm san hô đỏ ruby của đại. 1 2 3 4. Được cái chữ. Thiên mắt nó to vãi. What the fuck is that? Đi ra thì mua đạp không? Mua đạp vào, vào đi đâu? Mua đạp vào, vào đi đâu? Mấy quả anh nhỉ? 6-3 quả. Ừ, tất nhiên chơi con này khó mà. Chơi nhanh đi. No. Thôi để đi chơi thôi. Thôi mình chơi. Thôi đổi tới mình chơi nhá. Anh tôi chơi dở vãi lìn. Chơi rõ dở. Đấy, hết quảng cáo rồi. Trời ơi, bị gì đây này? Trời ơi, thôi tạm biệt mọi người.